Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số thì là gọi nha các bạn. A, B, C là số tự nhiên có 3 chữ số cần tìm. Thì ta nhớ nè, A, B, C phải thuộc những cái số từ 0, 1, 2, chấm chấm đến dẫn chỉnh. Nhưng A của mình nè, thuộc hàng trăm nè, A của mình phải khác số 0. Được chưa ạ? Khác số 0. Rồi, vậy ta sẽ có nè, ta sẽ có do A, B, C chia hết cho 18. Thì mình biết rằng 18 này mình phân tích ra là 9 nhân 2. Vậy nó, cái số này đồng nghĩa nó phải chia hết A, B, C phải chia hết cho chỉnh. Được chưa ạ? À, cho chỉnh. Thì từ đây mình suy ra, mình nhớ đến dấu hiệu chia hết cho chính. Muốn chia hết cho chính thì tổng tất cả các hàng của nó A cộng B cộng C phải chia hết cho chính. Nhớ điều này. Được chưa ạ? Rồi tiếp theo thì ta có nè, theo đề bài ta có các chữ số của nó tỷ lệ 1, 2, 3. Chính là A phần 1 bằng B phần 2 bằng C phần 3. Được chưa? Đó. Sau đó áp dụng dãy tỷ số, áp dụng dãy tỷ số bằng nhau thì ta có nè. A phần 1 bằng B phần 2 bằng C phần 3 sẽ bằng, ta lấy tử cộng tử, mẫu cộng mẫu, A cộng B cộng C chia cho 1 cộng 2 cộng 3. Do mình biết rằng A cộng B cộng C chia hết cho chính nè. Muốn chia hết cho chính thì ta chỉ cần có gì à? Đó là A cộng B. A cộng B của mình có thể là số 0 nè. Đúng không ạ? Nhưng mà không thể là số 0 được. Tại vì sao ạ? Tại vì A của mình đã khác 0 rồi. Thì chắc chắn không thể bằng 0 được. Các bạn nghe kịp không ạ? Tại vì A khác 0 rồi thì A phải là số 1. Mà A là 1 thì cộng B cộng C, nếu B, C đều là số 0 hết thì cũng ra 1, mà đâu ra không được, bỏ số 0. Tiếp tục có thể là số chính. Nhưng chính mình loại luôn nè. Chính chia cho, đây là mấy ạ? Để đây mình bằng cái nữa, A cộng B cộng C phần 6. Chính chia 6 ra bao nhiêu ạ? Chính chia 6 được 3 phần 2. Được chưa ạ? Nếu bạn nào không biết thì mình làm chậm nè. Trường hợp 1 đó là A cộng B cộng C bằng chính. Thì ta sẽ có A phần 1 bằng B phần 2 bằng C phần 3 bằng 9 phần 6. 9 phần 6 thì bằng 3 phần 2. Sau đó tiếp tục ta cho hàng này bằng hàng này nè. Đó, C suy ra C phần 3 bằng 3 phần 2. Thì từ đây chia nè, chuyển qua hàng nhân, về C bằng 9 phần 2. 9 phần 2 không phải là số tự nhiên, mình loại liền. Đúng không ạ? A, B, C là số tự nhiên mà. Vậy trường hợp 2 đó là A cộng B cộng C bằng 18. Chia hết cho 9 nè. Đó, vậy ta có A phần 1 bằng B phần 2 bằng C phần 3 bằng bao nhiêu ạ? Đó là 18 phần 6. 18 phần 6 bằng 3. Từ đây suy ra A phần 1 bằng 3. Vậy suy ra A bằng 3. B cũng vậy, B phần 2 bằng 3. Suy ra B bằng 6. Tiếp tục C phần 3 bằng 3. Vậy suy ra C bằng 9. Được chưa ạ? Trường hợp 3 thì A cộng B cộng C bằng 27. Được chưa? Đó, khi trường hợp này mình cũng lội luôn. Các bạn làm tương tự như hai trường hợp trên thì các bạn sẽ thấy nó lội à. Còn trường hợp nào mà không nghe các bạn, bởi vì A của mình, B của mình là các chữ số nên số lớn nhất có thể là 999 thôi. 9 cộng 9 cộng 9 ra 27 là hết cỡ rồi các bạn. Được chưa? Vậy mình sẽ có gì à? Mình sẽ có A bằng 3 nè, B bằng 6 nè và C bằng 9. Vậy mình sẽ có số, có 3 chữ số đó là 3, 6, 9 hoặc nè 3, 9, 6 hoặc nè hoặc là 6, 3, 9 hoặc nè 6, 9, 3 hoặc là 9, 3, 6 hoặc là 9, 6, 3.
đó, tới 6 số này nha các bạn. Tại vì sao ạ? Tại vì ở đây người ta không cho là các chữ số nào đó, các chữ số nó tỷ lệ 1, 2, 3 thì mình đâu có biết chữ số nào tỷ lệ của chữ số nào đâu, nên mình sẽ giải một trường hợp và mình liệt kê hết những cái trường hợp còn lại ra, và các bạn kiểm tra xem coi những cái số này, xem coi những cái số này số nào chia hết cho 18 đó, chia hết cho 18 nha các bạn. Đó, số này bỏ nè. Lý do muốn chia hết cho 18 thì nó phải chia hết cho 9 là 1 và chia hết cho 2. Hàng ngày, hàng đơn vị là số 9, không chia hết cho 2. Bỏ nè, bỏ nè, bỏ nè. Vậy còn lại là 3, 9, 6 và 3, và 9, 3, 6. Kiểm tra giúp lỡ coi hai hàng này có chia hết cho 9 và chia hết cho 2 hay không nha mọi người.